Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận tranh vô địch thế giới. Trận đầu tiên Nguyễn Thành Bảo gặp Trịnh Ngạn Long của Hồng Kông, Trung Quốc. Trận thứ hai Dương Thứ Nhất của Trung Quốc gặp Lưu Quốc Hào của Singapore. Mời bạn xem trận đầu tiên Nguyễn Thành Bảo cầm đảo đầu tiên gặp Trịnh Ngạn Long của Trung Quốc, cầm đèn tố hậu. Mời bạn thưởng thức.
军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。chờ đến đây thì hai bên đồng ý hòa. Mời bạn xem tiếp trận thứ hai. Dương Thứ Nhất cầm đỏ đi tiên gặp Lưu Quốc Hào cầm đen thối hậu. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。Top 3 tấn 1, ba chết mã. Trên đây thì lũ quốc hào của Singapore đã buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và các bạn ở video sau.